loài ong truyền thống chủ động đi hút mật và vô tình thụ phấn cho hoa, khiến cho mùa màng bội thu. Riêng Vera Hà Anh, tổng giám đốc học viện Vera Hà Anh, làm ngược lại, chủ động đi thụ phấn yêu thương vô điều kiện và vô tình được tặng lại những giọt mật hạnh phúc mang giá trị bền vững cho đời. Cô luôn khiêm tốn nhận mình chỉ là chú ong thợ miệt mài chăm chỉ thụ phấn. Miệt mài khóc cùng những góc khuất cuộc đời để tìm ra công thức của hạnh phúc. Hãy bảo vệ tình yêu của mình, hãy bảo vệ ngôi nhà của mình, hãy bảo vệ hạnh phúc. Miệt mài thức cùng đêm trắng, miệt mài lan tỏa yêu thương bằng những buổi live stream miễn phí và những khóa học online, offline. Miệt mài gửi gắm những tâm huyết, viết thay lời yêu thương trao vào bộ sách Nữ Hoàng Hạnh Phúc, như muốn tri ân tới hàng triệu trái tim phụ nữ Việt. Bởi họ luôn là nguồn cảm hứng lớn lao đưa cô tới duyên thiện lành của ngành tâm lý và trở thành diễn giả, chuyên gia tâm lý xuất sắc như ngày hôm nay. Cái tên Nữ Hoàng Hạnh Phúc, Ong Chúa, mà mọi người thường gọi, cũng ra đời từ những cống hiến đó. Tin đầu tiên họ đã ra đi, mà để lại Vera một mình để chiến đấu trong sự cô đơn. Mặc dù khóc hết nước mắt nhưng họ vẫn không ở lại. Đơn giản với một lý do: không có tiền, không có tiềm năng. Và Vera anh điên dại cho đi. Cứ thế mỗi ngày cho đi một nhiều hơn. Vera anh mỗi ngày live stream đều đặn. Nó giống như thể mình lấp vào các khoảng trống trong ngày ấy. Gần như đôi khi lấy những cái điều đó để làm niềm vui. Gần như mẹ vũ trụ thấu hiểu những gì mà Vera đang ấp ủ ở trong lòng. Và mẹ gửi rất nhiều các nguồn lực đến để hỗ trợ cho Vera. Và vô cùng vi diệu, nếu không có các bạn thì đã không có Vera Hà Anh của ngày hôm nay, đã không có học viện Vera Hà Anh của ngày hôm nay. Vera muốn nói một lời tri ân sâu sắc một lần nữa. Hãy ở bên cạnh Vera Hà Anh nhé. Hãy ở bên cạnh học viện Vera Hà Anh nhé. Chúng mình sẽ hoàn thành sứ mệnh để giúp đỡ cho hơn 100 triệu cặp vợ chồng tìm được tình yêu và sự bền vững trong hôn nhân gia đình. Niềm vui vỡ hòa khi lần đầu tiên nghe thấy trợ lý bất ngờ thông báo đơn vị của Vera Hà Anh được xác lập kỷ lục Việt Nam. Rồi cơ hội cô được mời đi học tại Mỹ để được trao tặng bằng cử nhân thực hành đại học kỷ lục thế giới tại Hoa Kỳ. Vera Hà Anh biết ơn team với đội ngũ cộng sự đắc lực, trung thành, chuyên tâm vững mạnh. Biết ơn gia đình hạnh phúc với những người cha, người mẹ bao dung, đã luôn vui vẻ, khỏe mạnh, tự hào sinh ra và dưỡng dục cô cùng chồng cô nên người. Cô biết ơn người bạn đời, người thầy vĩ đại, một người chồng trí tuệ, đã luôn vui vẻ, mạnh khỏe, yêu thương chăm sóc, tận tụy thủy chung và đồng hành cùng cô suốt cuộc đời. Cô biết ơn những đứa con hiếu thảo, khỏe mạnh và luôn tiến bộ. Biết ơn những học viên cả trong và ngoài nước luôn chào đón cô với nguồn năng lượng lớn. Nhờ đó, ngoài đội ngũ cộng sự trung thành, cô có thêm một hệ thống Happy Queen Club bùng nổ trên cả nước, có đội ngũ Queen Bee phụng sự khắp nơi. Tất cả những điều giản dị nhất, thực tế nhất, thiết thực nhất có thể hóa giải được những góc khuất của cuộc sống hôn nhân bên bờ vực ly hôn, thậm chí đã chia tay, đều được cô truyền tải thành những bài học, bí quyết, tuyệt chiêu, những công thức để gìn giữ hạnh phúc hôn nhân và gia đình
trong bộ sách Nữ Hoàng Hạnh Phúc. Thông điệp của bộ sách mà Vera Hà Anh muốn đưa tới bạn đọc là: nếu bạn đang có một cuộc sống phức tạp, bị bủa vây bởi những tiêu cực, thì làm sao có thể dành cho bạn đời, cho gia đình của mình những điều tốt đẹp đây? Đừng lết chân đi mà phải hối tiếc. Đừng để hôn nhân chỉ còn là cái xác bên ngoài và linh hồn bên trong đã chết. Vera Hà Anh muốn bạn bình yên, giải phóng khỏi gánh nặng quá khứ. Không có cuộc hôn nhân nào đáng bị ly hôn cả. Thông điệp của bộ sách cũng chính là phần cốt lõi trong tính cách con người của Vera Hà Anh. Cô luôn khiêm tốn, nhận mình chỉ như một chú ong thợ nhỏ bé. Làm vì đam mê, cho đi vì thích, phụng sự vì muốn, yêu thương vì biết ơn, khao khát để hạnh phúc. Chỉ vậy thôi, cô chưa bao giờ đếm xem trong khu vườn yêu thương của mình đã có bao nhiêu bông hoa đang ngát hương lan tỏa, quyến rũ quyện vào hơi thở của cuộc sống. Chỉ biết rằng sự quyến rũ tự nhiên đó đã giúp làm nên những người phụ nữ, người xây tổ ấm có một quyền lực rất lớn, trong đó có Vera Hà Anh. Quyền lực này không phải là quyền lực của đồng tiền hay sắc đẹp, mà chính là trí tuệ, nhận thức nhân cách giao tiếp, đối nhân xử thế với chính người bạn đời, người thầy vĩ đại của bạn và cả những người xung quanh, thông qua những kiến thức về tâm lý hôn nhân gia đình mà cô trao cho phụ nữ. Sứ mệnh lớn, tâm đủ lớn đã làm nên một Vera Hà Anh giản dị, gần gũi mà yêu thương vô điều kiện. Cô xứng đáng có được những thành công vươn tầm thế giới bằng hành trình của loài ong mang tên hạnh phúc.